xin chào tất cả các bạn chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình mình là nhóc mt ok thì lời đầu tiên để cho mình gửi đến toàn thể tất cả các bạn một lời chào trân trọng nhất chúc toàn thể anh em có một ngày mới vui vẻ rồi đi farm nhiệt tình quẩy hết mình ok thì chúc uh, riêng cho anh em uh, nhóc mt cả lan nhóc mt một cả lan uh, nhóc mt hai uh, ngày càng phát triển cả lan và anh em đoàn kết hơn uh, đi gua thì lúc nào cũng quẩy hết mình ok let's go thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video đó chính là cái video uh, chai vay ki nhưng mà có cái điều đặc biệt đó chính là chai vay ki với bình trận đầu tiên thì mình sẽ cho chai vay ki với bình lộ trận thứ hai thì mình sẽ cho chai vay ki với bình máu để xem xem là khi mà chúng ta đánh chai vay ki thì chúng ta sẽ À, làm những cái bình lào là ok nhất rồi đấy. thì uh, những cái trận uh, tiếp theo thì mình sẽ cho chai vay với bình xương này, cho chai vay với bình xét, chai vay với bình nhân bản và chai vay với bình uh, tốc. rồi đấy là những cái video rồi sau. còn hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính đó chính là chai vay với bình lộ ok hơn hay là chai vay với bình hồi máu sẽ là ok hơn. rồi sẽ không lòng vòng dài dòng và để anh em đợi chờ lâu nữa. Mình sẽ đi thẳng vào chủ đề luôn Ok let's go Quẩy luôn thôi nào Rồi Trận này thì nói thật với anh em là quá nghèo và Ủa, oh, Trong nhà hội của mình thì lại không có vai kỳ Rồi được không cần vai kỳ Vẫn cứ chơi như bình thường cả Không có cái gì phải xảy ra đúng không anh em <laughs> Đấy thì bây giờ thì mình sẽ đi tìm mấy căn nhà nào ngon ngon một chút anh em nhé tiền thẻ thì đánh với anh em nhưng mà cũng phải đi farm Tiện thể cũng phải đi farm luôn chứ đúng không anh em đấy còn cái gì điều gì nữa không mà lại không farm chứ đúng không rồi con nhà nào ngon đâu nào ôi mình đang on vào cái giờ này đông giờ cao điểm hay sao mà mà sao nó lại nó lại toàn những cái nhà nó lại nghèo thế hay là lên uh, cao thủ rồi nó lại như thế anh nhỉ Ôi rồi ôi cái căn nhà như thế này mà mới có 200.000 dầu vàng Rồi phải đi farm một cái trận nó ngon nghe để cho anh em còn lấy động lực Rồi anh em lấy động lực để anh em còn uh, đi quất chứ đúng không anh em Rồi thì uh, một lần nữa cho mình uh, nhắc lại đó chính là cái video này mình làm những cái thử thách này chỉ mang lại những tiếng cười cho anh em Mang lại những cái niềm vui để cho anh em đi quẩy, đi gua chơi cho nó hết mình. Quẩy nhiệt tinh rồi. Đây là một cái căn nhà mà là mười mắc. Con nhà bà lắc đắc luôn đúng không anh em? Ờ, còn cái gì nữa mà không mắc đâu. Nhưng mà uh, đây chúng ta sẽ quẩy căn nhà này. Nói thật với anh em, nhà này làm sao mà giã được ba sao? Giã được ba sao thì có mà, mà, mà đi viện luôn à? Đấy, mà lại chơi độc tốc không? Ôi, nhà đấy thì nói thật với anh em là quá nhiều dầu vàng rồi. Nhưng mà... Này, nói thật là bản lĩnh kỳ hiểu lam thì chưa có nên là chính bởi vậy mà lại, lại hơi rụt vòi một chút rồi căn nhà này cũng ngon phết nhỉ cũng khỏe phết đấy rồi ok mình sẽ đi tìm căn nhà nào ok một chút đi căn nhà này cũng là hàn 10 mắc cũng chưa ừ cũng mắc rồi lên quẩy căn nhà này han 10 này không có khi ui ôi han 10 mắc đấy thế mà pha đấy biết thế quẩy rồi đợi để anh em đợi chờ lâu quá rồi ok thì mình sẽ không đi tìm nữa mình sẽ đi về và sẽ làm một cái trò như thế này đi tìm lần đầu tiên vào nhà nào sẽ đánh luôn cái trận đấy để cho nó công tâm phân minh đúng không anh em đấy rồi bây giờ không quan trọng về dầu vàng nữa rồi đấy cho nó công tâm phân minh đấy anh em thấy không quá là công tâm phân minh anh em có thấy công tâm phân minh chưa quá là ok đúng không anh em đấy pha này thì không ấn tìm mà cũng chẳng ấn gì nữa đây mà là một căn nhà nói nói thật anh em là đúng là công nhận nó cũng công tâm phân minh thật thì cũng han mười han mười gọi là 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 đá đưa gọi là mắc mắc rồi ok thì mình sẽ cho kinh Queen vào đây cắt cái hướng này để cho em uh, vai xuống em mới xé đội hình này ra rồi em vai rồi giỏi ôi cái, mấy cái em này cái, cái, kinh queen thì không bắn rồi lộ queen lên luôn bắn cho nó máu xem nào đấy đấy thấy chưa đấy thấy chưa đấy thấy chưa thấy, chưa, thấy cái gì chưa rồi thấy cái gì đây chưa rồi ôi thấy cái gì đây chưa bây giờ tôi lộ em kinh lên nữa đây này đấy các ông thấy cái gì đây chưa rồi 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 vai kỳ đâu đục vào đấy rồi ơi, ôi, ui giời ơi, giỏi, ôi, rồi, ơi. Ok 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 ok. Đi vào đi vào đi, đi vào đấy, đi vào đấy. Rồi đi vào trong còn gì nữa? Rồi đây là một pha lộ đầu tiên vâng pha. Ui giỏi, ơi. Nói thật với anh em là mấy cái em uh, FD phải à em uh, Infilo này em mới cấu gì máu ác quá. Cấu gì à máu ghê quá. Ui giời ơi anh em ơi. Nhưng mà không sao, không sao Mọi cái anh đều bôi cao vào được hết Vâng, anh bôi luôn cao phát lửa cho các chú này Vâng, các chú quẩy đi Ôi giỏi ơi, các chú quẩy đi à, Mấy em bài kỳ kia ơi Sao này các các cô các, các cậu chị nhảy hết ra ngoài đấy kia rồi rồi đấy 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 quẩy đấy quẩy đấy vâng đấy anh em thấy không rồi quẩy như thế mà rồi 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 quẩy đấy rồi rồi đấy à, sorry anh em tí có tiếng uh, dogman một chút uh... À, nhà mình nuôi uh, chó mà à, không có thì lại trộm chiếc đúng không anh em rồi à, à, đôi lúc có có tí tiếng uh, gâu gâu rồi <laughs> à, à, nhà đây không có phòng cách âm nói thật với anh em là như thế nhưng thôi có tí gọi là tiếng uh, phong cảnh thiên nhiên chút đúng không anh em à, nó thế nó mới hữu tình như rồi ok đến với cái trận thi đấu thứ hai luôn chúng ta đến với cái trận thi đấu thứ hai luôn xem là rồi đây là cái trận thi đấu thứ hai đối với mình luôn Ờ. À... u giỏi ôi đấy đã hứa với anh em rồi tìm ra được nhà nào quẩy luôn nhà đấy có có sai quá không anh em ơi vâng trận này thì làm sao mà vã được lỗi nhà người ta hai ba sao đấy cơ chứ rồi ôi rồi, cho mình được xin phép là quẩy luôn đục luôn dã luôn không cần phải suy nghĩ cuộc đời gì nữa Vâng ừ, kinh queen luôn đại quản giáo luôn à không có đại quản giáo rồi sorry anh em tí. Rồi băng luôn rồi đấy. Rồi ôi chơi đi chơi đi chơi đi rồi ôi không không nói thật với anh em là không có lộ lên là chính bởi vậy mà là nó là nó đuối đi bao nhiêu đấy nhỉ không sao không sao vâng vâng không sao đâu không sao đâu không sao đâu anh em ơi rồi đấy anh em thấy không vẫn cứ hai ba sao là chuyện bình thường thôi vâng hai ba sao là chuyện bình thường vai kia em ơi em ơi quẩy mạnh mạnh lên tí quẩy quay quay nó mạnh mạnh lên tí em ơi ừ, giỏi ơi đấy thấy chưa anh em thấy chưa quá đơn giản thôi đi gua làm phát hai sao gọi là vét vét gọi là vét luôn rồi ui giỏi ơi còn cái gì nữa không vâng hay quá giỏi ơi vâng đấy hai sao giỏi ơi tuyệt cú mèo ui, giỏi ơi nói chung nói thật với anh em là cái gì nó cũng... em quỳnh này yếu thế em ơi bắn mạnh mạnh lên tí vào đẩy cho anh được cái gì hay cái đấy nào bắn cái đấy cái tháp khoảng à, bắn cái pháo đại bàng này Ôi giỏi ơi còn cái gì nữa đâu đây 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 lộ lên bắn lốt cái pháo đại bàng này đi nhưng mà hết đồ chơi rồi rồi đấy anh em thấy không giỏi ôi rất tiếc rất tiếc quá và rất sorry đi về anh em rồi ok cuối cùng cũng đã đi về và, và cuối cùng thì mình cũng chẳng nhận định được rằng là đánh lộ hay đánh máu thì nó sẽ hơn nhưng mà đây cũng chỉ là combo choi combo vui vui thôi Rồi lần sau thì mình sẽ đánh uh, vai chay chay vai đang sự kiện vai mà anh em đây đến hôm nào mà hết cái sự kiện vai kỳ này thì thôi ờ uh, đấy vai với bình gì đây anh em L anh em thích bình gì đây vâng bình băng đi vâng trận đầu tiên sẽ cho băng vâng trận thứ hai sẽ là bình xương hay là bình tốc đây vâng bình tốc thì sẽ để sau với cho bình tốc với bệ bình uh mình động đất đi bằng rồi ấy lại tốc đốc à tóc vi động đất thì nó lại hợp nhau quá rồi đúng không anh em rồi còn đây vâng và đây là cái video sau còn hôm nay video của mình kết thúc tại đây rồi hẹn tất cả các bạn vào những cái video lần sau chúc anh em toàn thể anh em có những cái tiếng giây phút thư giãn và có những giây phút uh, vui vẻ để có một ngày mới thật vui vẻ đầy động lực để cho anh em farm gọi là quẩy hết mình ok rồi thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhé